xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của văn hóa nhân bản lạc việt hôm nay tôi nói về cái vấn đề vụ án mà anh tài xế lái xe người gốc hà tĩnh tên thống vừa trong một cái vụ mà có một thiếu tá cảnh sát giao thông đó là bám vào cái kính xe kính chiếu hậu xe của anh tài xế này làm mà trượt ngã làm cái bánh sau của xe cán lên là gây chết người. Ở hồi trước đến giờ chúng ta thấy là có rất nhiều cái vụ người dân chống lại cái sự lạm quyền của cả lực lượng cảnh sát giao thông và nói chung là tất cả các cái vụ các cái lực lượng khác để mà chặn xe sách nhiễu dân rất là nhiều vụ nhưng mà những cái mức độ xảy ra cái hậu quả nó ít nhưng riêng lần này là, là xảy ra cái trường hợp mà chết người mà cũng do những cái sự lạm quyền của cảnh sát giao thông như vậy vì vậy hôm nay tôi nói với quý vị với tư cách là một người đã từng làm công tác pháp luật ở Việt Nam hơn 10 năm và cũng là một người đã tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư ở Việt Nam. Nếu tôi chấp nhận im lặng để đầu hàng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, có lẽ giờ này tôi cũng có một cái văn phòng luật sư ở Việt Nam và cũng làm trưởng văn phòng luật như ai nhưng mà thôi cái chuyện đó thì mình bỏ qua, mình không nói. Những cái kiến thức mình đang có trong đầu đó mới là giá trị chứ còn cái danh hiệu luật sư hay là trưởng văn phòng gì đó chẳng là cái gì cả. Trở lại cái vấn đề của anh tài xế tên Thống xảy ra tại Đồng Nai. Khi tôi còn ở Việt Nam có một cái thời gian hơn 5 năm, tôi làm công cái cái công việc mà quản lý du lịch tại Sở Thương mại Du lịch tỉnh Bạc Liêu thì cái công việc quản lý du lịch đó nó cho tôi có cái điều kiện để tôi có đi tới đi lui rất là nhiều trong cái phạm vi từ nam ra bắc. Và trên những cái chuyến đi đó tôi nghe những cánh tài xế lái xe luôn luôn than phiền với tôi rằng là cảnh sát giao thông ở Đồng Nai và ở Nghệ An là cái loại mà nó là ăn tiền dữ nhất, tàn ác nhất và bất lương nhất so với cảnh sát giao thông trên cái trục đường quốc lộ 1 từ Nam ra đó. Và tôi nghĩ rằng cái vấn đề xảy ra cái chết của cái ông thiếu tá cảnh sát giao thông này ở Đồng Nai đó là hậu quả cái sự dồn nén của cái cánh tài xế từ bấy lâu nay. Và mình xem lại cái quá trình của xảy ra sự việc như thế nào. Trước tiên là cái lời khai của anh tài xế anh tài xế này tôi tên anh khai vừa khi anh ta ra đầu thú thì tôi tin lời anh ta là đúng tại vì cái lời nói của anh ta nói với báo chí khi làm việc với cơ quan điều tra có kèm theo nhân chứng chứ không phải là anh ta nói khơi khơi cho nên lời nói của anh ta đáng tin cậy và tôi sẽ phân tích cái vụ án này trên dự kênh cơ sở lời nò khai của anh tài xế tại cơ quan công an đã được đăng trên báo trong nước anh tài xế này nói rằng anh ta lái một cái xe tải chở heo đến ngã Ba Vũng Tàu là bị chặn lại để kiểm tra giấy tờ. Nhưng mà anh ta sợ bị cho rằng vi phạm quá tải và phạt cho nên là anh ta xuống xe khi mà nghe hỏi giấy tờ thì anh ta bỏ chạy. Rồi leo trở lên xe bỏ chạy rồi khi đó cái xe nó đã thoát khỏi khu vực ngã Ba Vũng Tàu có nghĩa là anh ta không chấp hành cái hiệu lệnh dừng xe, không chấp hành cái vấn đề mà xuất trình giấy tờ khi có yêu cầu. Nhưng khi đến cái trạm thu phí, à, cái cái trạm thu phí ngay chỗ cũng ở Đồng Nai, thì cái khoảng cách giữa ngã ba Vũng Tàu và cái trạm thu phí nó là một cái khoảng rất là xa. Và cái hành vi không chấp hành hiệu lệnh của anh ta là nó thực hiện từ cái ngã ba Vũng Tàu và nó đến cái uh, đến cái khi mà anh ta leo lên xe bỏ chạy, đó là đã hoàn thành xong cái vấn đề mà không chấp hành hiệu lệnh. Nếu mà chỉ dừng lại ở đó, lực lượng cảnh sát giao thông có thể là chụp hình, có thể quay phim rồi có thể rồi có thể là gọi điện cho các lực lượng ở cái tuyến đường tiếp theo đó chặn cái xe này lại ở một cái trạm dừng kế tiếp để kiểm tra thì nó không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà không hiểu sao cái lực lượng cảnh sát giao thông đồng nai đó là được học hành dạy dỗ như thế nào mà làm việc một cái cách đó là rất là chẳng có pháp luật gì cả mà không có một tí nghiệp vụ nào cả thế là họ là đuổi theo cái xe này mà đến khi đến cái trạm thu phí mà ai cũng biết rằng cái trạm thu phí nó có nhiều cửa và mỗi một cái cửa đi ngang nó rất là chặt hẹp không có cái xe nào có thể mà dừng lại được hết không thể không có không có cái xe nào có thể mà chạy nhanh được bắt buộc phải chạy chậm từ 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 để mua vé qua cả cái cổng thu phí đó và anh tài xế này đã là dừng lại ngay cổng đó mua vé nhưng mà thì cái ông cảnh sát ông thiếu tá cảnh sát giao thông này á, lại chạy tới là, là bám theo là bám lên cái gương chiếu hậu của cái xe tải cái cái kiểu mà bám lên gương chiếu hậu này tôi không biết ở đâu vậy mà sẽ ở Việt Nam tôi thấy phổ biến mà. bám cả lên nắp xe nữa rồi bám đủ thứ chỗ trên xe may mà cánh tài xế họ chưa có bôi nhớt cách trôn lên trên cái xe của họ đó đó là khi đó thì bám lên đó là bị trượt đó thì anh tại anh cảnh sát này là té xuống đường trong khi đó người tài xế người ta ngồi ở cái cabin đằng trước ngay chỗ lái và cái xe tải thì mọi người cũng biết rồi nó cao và nó khuất nó không có cái chỗ để nhìn ra đằng sau cho nên nó lần mà lại ngay cái chỗ mà trạm thu phí có cái cửa rất hẹp vừa đủ để một cái xe đi qua thôi nó rất là hạn chế tầm nhìn cho nên là anh ta không phát hiện được là ông cảnh sát này bám vào và té xuống đó và anh ta cứ mua vé xong rồi anh ta cứ từ từ lăn bánh tới thôi ở một cái cửa một cái chỗ trạm thu phí như thế không thể là chạy nhanh được chị hương mà cái điều này nó xảy ra bất ngờ và cái người tài xế đó cái bánh sau của cái xe tải đã cán qua người của cái cảnh sát giao thông này anh ta không cũng chưa phát hiện được nhưng khi có người của trạm thu phí và những người ở gần đó nhìn thấy la to lên thì anh ta dừng xe lại thì lúc đó là mới phát hiện là cái ông cảnh sát giao thông này chết rồi ở đây á, mà tôi không muốn nói đến cái vấn đề mà hậu quả và khắc phục hậu quả nó như thế nào cái đó là nó một cái phạm trù khác và một cái phạm, một cái vấn đề khác tôi chỉ muốn phân tích rằng là cái việc mà anh tài xế này làm như vậy có phạm tội hay không và phạm tội gì như tôi đã nói ban đầu á, thì anh ta có hai có cái lỗi đó là không chấp hành hiệu lệnh dừng xe ở ngay nhà khu vực ngã ba vũng tàu và ông ta không chịu trình giấy tờ cho cảnh sát nhưng mà về phía cảnh sát giao thông có phạm lỗi hay không căn cứ vào cái điều 14 thông tư 01 ban hành năm 2016 của bộ công an nè cảnh sát giao thông chỉ được dừng phương tiện trong năm trường hợp thì chúng ta thấy rằng trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là thực hiện mệnh lệnh kế hoạch tuần tra kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông hoặc Giám đốc Công an tập cấp tỉnh trở lên. Trường hợp thứ ba là thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông của trưởng phòng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông, trưởng phòng cảnh sát giao thông hoặc trưởng công an cấp huyện trở lên. Trường hợp thứ tư là có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng của cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp. Trường hợp thứ năm là tin báo tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện giao thông. Như vậy đọc hết năm cái trường hợp mà được phép dừng xe này rồi so sánh với cái trường hợp cụ thể vừa xảy ra. Tôi thấy rằng là cái ông cảnh sát giao thông đó dừng xe trái quy định, không rơi vào bất cứ một cái trường hợp nào được phép quy định ở thông tư 01 2016 của Bộ Công an. Ở chỗ phía bên công an cho rằng nghi vấn có hành vi vi phạm Nghi vấn có nghĩa là không biết có hay không Có thể có mà cũng có thể là không Không khẳng định trong khi tất cả các cái trường các trường hợp mà được quy định là được phép dừng xe ở đây là quy định rõ là thứ nhất là chắc chắn là có hành vi vi phạm cái thứ hai là phải có thực hiện có cái mệnh lệnh cụ thể rõ ràng bằng văn bản và cụ thể đối với tuyến đường nào là và loại xe nào vào thời điểm nào chứ không phải tôi mặc vô trong người cái bộ sắc phục cảnh sát giao thông hay là thích ra ngoài đường đứng chặn ai chặn muốn chặn giờ nào chặn chặn loại nào cũng được không được luật đã quy định rõ ràng như vậy cái lỗi của phía người lái xe đó là lỗi đó là vi chỉ là vi phạm về hành chính còn cái việc mà anh cảnh sát giao thông này bị chết đó là do lỗi của anh ta không thực hiện đúng quy trình quy định trong thông tư trong thông tư 01 năm 2016 của Bộ Công an thì cái đó là cho nên vì không thực hiện đúng quy trình cho nên anh ta tự gây tai nạn của cho anh ta không thể nói rằng cái người cảnh sát cái người lái xe kia là chống người thi hành không vụ được mà hiện nay theo tôi biết báo chí Việt Nam đã đăng thông tin lên rằng là khởi tố cái anh cái, 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 cái tài xế này cái tội chống người thi hành không công vụ cái đó tôi cho rằng đó là cái việc đó là khởi tố không đúng và dùng công cụ luật pháp để trả thù cái người dân mà không thấy cái sai của lực lượng của mình. Tán lẽ phía công an phải thấy rằng lực lượng cảnh sát của mình làm như thế, đu càng như vậy là sai quy trình, không đúng quy định. Chẳng có một cái trường lớp, một cái giáo trình dạy luật nào, dạy nghiệp điều phụ nào mà dạy cảnh sát giao thông hay các lực lượng công an khác đu càng xe để kiểm tra như thế cả. Cả thế giới này chắc chỉ có cảnh sát giao thông ở Việt Nam thôi, mà họ tự ý họ làm cái vấn đề đua càng đó, chứ trong giáo trình họ cũng hoàn toàn không có. Giáo trình chính thức về nghiệp vụ cũng không hề có cái chuyện đua càng. Vì vậy, việc khởi tố anh cảnh sát đó và bắt giam anh ta, đó là hoàn toàn là trái pháp luật. Một không thể giam một người, khởi tố một người khi người ta không phạm tội. Rõ ràng thấy người ta không phạm tội mà không thể bắt lỗi người ta vì một cái lỗi hành chính lỗi hành chính thì xử lý theo biện pháp hành chính có thể phạt tiền có thể là rút bằng lái rồi có thể là buộc bồi thường những cái thiệt hại gây ra ngoài ý muốn nhưng mà do mình gây ra mặc dù là ngoài ý muốn thì vẫn ai phải chịu trách nhiệm bồi thường vì vậy là các uh, tài cánh tài xế ở Việt Nam nên cẩn thận thận trọng trong cái việc là lưu thông ở trên đường và nhất là tôi nhắc nhở các anh em nên tìm hiểu và đọc luật thật là kỹ nhất là những cái quy định mới ban hành không phải là mình thấy Ở cái xã hội này luôn đầy dẫy những cái bất công luật của nhà cầm quyền chỉ để phục vụ cho quyền lợi của nhà cầm quyền để bảo vệ cái quyền lợi của nhà cầm quyền thôi mình không 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 học nói như mình quan điểm như thế là không đúng mặc dù mình biết là nó như vậy nhưng mà mình vẫn phải tìm hiểu vẫn phải học tại vì kiểu nhân có câu là tri kỹ tri về kỹ bỉ bách chiến bách thắng mình phải hiểu đối phương và mình hiểu mình, đối phương có ưu điểm gì, khuyết điểm gì, mình có ưu điểm gì, mình có khuyết điểm gì để mình phát huy cái sở trường của mình lên và mình hạn chế thấp nhất cái sở đoạn của mình. Mình phải học luật để mình biết cái nào đúng và cái cái nào sai, mình hành động cho đúng, đó theo cho đúng. Đó để không ai có thể bắt bẻ mình. Trước tiên ta phải là người có lý đó đã. Còn đối phương sai, cái chuyện đó tính tính sau. Đó thì cho nên cái việc học luật của cánh lái xế ở Việt Nam và ngay cả tất cả những người nào đang tham gia giao thông ở trên đường Việt Nam đó là cái điều rất là cần thiết. Học để biết, để hiểu và để chống lại những cái sai của lực lượng cầm quyền chứ không phải mình thấy ở nó luôn luôn là những việc sai mình chê luật pháp của nó mình không học không phải vậy tại vì dù cho nó sai nó vẫn là đang cầm quyền nó đang ngồi trên đầu trên cổ mình và nó đang dùng chính cái luật đó để nó đè đầu cửa cổ của mình mình phải có cái lý để mình đấu lại họ tôi tạm ngưng ở đây xin chào quý vị hẹn gặp quý vị trong chương trình khác